Và đây chính là bóng UV, và ở bên trong chính là cái bóng ozone. Hai cái bóng này là hai cái bóng khử độc và diệt khuẩn để giúp cho chúng ta sấy bát ở bên trong nó sẽ được sạch sẽ và khử được các những cái vi khuẩn ở bên ngoài. Và ở đây thì quý khách có thể nhìn đây, đây chính là giá để chúng ta xếp bát đũa. Thì khi chúng ta xếp bát đũa thì chúng ta không được xếp chồng lên nhau nhiều thì nó sẽ bị đổ ra ngoài. Và ở đây chúng ta sẽ xếp theo các cái ngăn này. Ở đây nó có các cái ngăn sẵn này, chúng ta sẽ úp bát, úp theo cái chiều của cái giá. Đây, bát và đũa. Và cái đũa thì chúng ta sẽ xếp ngang. Và cái phần như kiểu chúng ta có những cái son chẳng hạn, thì nếu mà chúng ta để vừa bên trong thì chúng ta sẽ để ở phần cái ngăn dưới cùng. Ở ngăn dưới cùng, còn ở trên chúng ta sẽ xếp bát đũa này. Và quý khách lưu ý là không được để quá tải, không được xếp cao, không được xếp cao bằng mặt giá dưới, bằng mặt giá trên, thì khi chúng ta mở cánh tủ ra nó sẽ đổ ra ngoài. Mà ở đây nó sẽ chia các cái vách. Một cái giá này chúng ta có thể xếp được khoảng từ 30 cho đến 50 bát tùy vào chúng ta xếp, và đĩa và các khay. Khi chúng ta sấy mà có đũa chẳng hạn, chúng ta có thể xếp ngang, hoặc là quý khách có thể thêm có thể mua thêm được một cái giá, chúng ta sẽ để vào đây và để đũa nó sẽ không bị nọt xuống dưới. Đây một cái giá của nó. Nó sẽ rơi khoảng tầm từ 30 cho đến 50 bát. Mà quý khách lưu ý là không được chồng nhiều với nhau. Ở phần trên chúng ta có thể sấy bát đũa, còn phần dưới chúng ta ở phần giá dưới chúng ta có thể để xoong nổi để chúng ta sấy. Khi quý khách sử dụng cái máy sấy này thì quý khách lưu ý một điều là chúng ta cắm vào ổ điện này. Cái ổ điện thì chúng ta phải cho chạy riêng nhá. Chúng ta cho chạy riêng một mình tủ một ổ. Và cái phần dây tiếp, chúng ta bắt buộc phải có một cái dây tiếp điện lối từ tủ xuống đất để cho những cái phần điện dư của nó sẽ không nó sẽ truyền xuống đất, mà nó sẽ không truyền vào người khi chúng ta sử dụng. Nếu không may sự cố nó xảy ra thì chúng ta sẽ được an toàn.